Quang chơi mới được ra 36 người xem. Cứ như ngồi chờ sẵn ấy. Các bạn thấy thế nào, có đẹp không ạ? Trường Ken thích quá cô ơi. Chỉ cần thông báo là vô liệt. Ở nhà lo đi truyền lửa đi nha Trường Ken. Chờ sẵn để được xem cô Kim biểu diễn. Nhìn chim mới vừa vô đi xong mà đã mấy chục người, 65 người bắt vậy rồi nè. Các bạn hãy bật chế độ xem trước nhá. Biết cái này biết xem trước luôn rồi. Nghe ta nói vậy chứ em chưa bật ai bây giờ. Em vẫn đang truyền cô ơi, mà em mạng thủy truyền lửa nó hơi sai sai. Truyền không được đốt nhà thôi. Vậy thì em truyền nước thôi. Truyền nước biển. Thủy nó sợ mình chứ mình đâu có sợ thủy đâu em, không lo gì. Mình kìm được thủy mà, em mình kìm được lửa mà, hỏa mà lo gì. Đây, hỏa đây nha. Đây. Đây là một ngọn lửa to. Cho nên ở đây lúc nào cũng có sẵn lửa, các bạn đừng châm dầu nhá. Chọn đó. Mình làm được thì sẽ có nhiều người khác làm được, chứ không chỉ riêng gì mình không. Nên khi người ta làm được thì tốt nhất là mình nên chúc mừng họ, chứ không phải là quay ra lại bảo là họ bắt chước mình. Nhưng mà mình phải tự xem lại xem là mình làm như thế nào. Giang, làm gì mà like dữ vậy Giang? Giang nhà vô like hả? Sắp được 1k lượt xem. Xạo sự. Quỷ Giang. Máy các bạn nhé. Mình đang cái status là cái gì ạ? Quan trọng là làm xong phải rụng tim. Chị thấy tim của em rụng nhiều lắm ở trường ạ. Không biết em có bao nhiêu trái tim. Này các bạn xem này, siêu mặn luôn. Kim theo máy chị ơi, kim máy thì em đang test thôi, em chưa có bán.
Đây là máy vậy nha, không phải dao hết đâu. Máy nè. Chị Phương Mai ơi, bên em chuyển vào Sài Gòn được mấy tháng rồi? Đây là hair top mà mình dùng kim Uplat các bạn nhé. Cái máy kia thì nó không có kim này Trường ơi. Đức có để ngoài cái caption là hai chót không? Mình để dưới hai chót có không? Một siêu phẩm Uplat sắp ra đời. Em cố nhấn mạnh chữ đây. Tình Vũ xem đi. Máy này bên em chưa có bán chị. Bên em chỉ mới có test hai máy thôi chứ chưa có bán đâu. Trường bánh tim rít rồi, rụng tim. Bánh rít là rụng tim sao sống á Trường. Rồi các bạn thấy cái sợi siêu đẹp luôn nha. Màu rất là nhẹ nhàng tự nhiên. Các bạn nhìn cái sự cái kỹ thuật này thì chúng ta cần cái sự chắc chắn, sắc nét và thuần thục ha. Cho nên là nếu mình học cái kỹ thuật này thì mình phải tập luyện rất là nhiều. Rồi các bạn xem cái kỹ thuật cái tay của mình đi đấy, rất là dứt khoát ha. Và chỉ có sự tập luyện nhiều thì mới có được như thế này thôi. Cho nên là khi mà chúng ta học cái gì cũng vậy, chúng ta phải cố gắng chúng ta tập. Còn có nhiều người thì thấy người ta làm thì lại thường là cứ nghĩ là của mình thôi. Cái này đã độ ổ mu hơn một năm rồi các bạn ạ. À, còn bây giờ nhìn nếu như mà người ta chỉ mới về dạy một ngày mà mình có thể làm được, mà cái tay của mình có thể tốt như thế này, thì các bạn có thể làm điều đó trong một ngày không? Không. Ừ. Người ta tự nhận đó là của người ta mà người ta còn kêu là mình lấy của người ta nữa mới sợ chứ. Tóc Queen Lady ơi, em đăng ký rồi, mình vào trong Sài Gòn học nha. Tại bên chị không có dạy ở Hải Phòng nữa. Cô giáo em là nhất của đất, thi thoảng nhớ cái giọng của cô lại lôi video ra để xem và nghe. Trong cái video đấy là mình có bị chửi không? Người nhắc đến những cái câu thần chú là luyện luyện Trường thuộc bài là giỏi đấy đó. Càng ngày nó càng hiện hình đây nè, hiện hồn chứ. Bây giờ là chúng ta đang thả hồn, thả vong cho nó đó. Thả lên. Hồn, nếu mà thả hồn không thành công thì nó sẽ thành vong. Ngoài kia bao la sóng gió, còn ta cứ ngồi đây ta làm thôi. Đừng đùa với chị đã có lửa nhá.
Chị Vũ Hà ơi, chị inbox bên em để bên em tư vấn khóa học cho chị nhé. Buôn xăm Hậu Liên, cô ơi đẹp quá. Chuyện cô làm phải đẹp mà chị ơi. Em chưa thấy cô làm gì mà xấu à. Em nhìn thấy vong trên lông mày rồi. Phải thấy hồn em ơi, thấy vong là chết. Không, là chúng ta đang ở một cõi khác rồi đấy. Cõi không? Du Mi Lan thích quá cô ơi. Nguyễn Thanh Vân đang xem. Idol của em. Chào mọi người. Mọi người có thể theo dõi để mình có thể tập luyện cái kỹ thuật này. Các bạn nhìn đôi môi chúm chím. Cô này chứ nhìn thấy chứ không hề nào. Đẹp quá cô ơi. Inbox không được à. Chị Vũ Hà ơi, tí nữa bên em sẽ inbox cho chị nhé. Đó, các bạn nhìn cái sợi coi. Sợi siêu đẹp luôn, màu cũng đẹp luôn các bạn ạ. Màu nâu nhìn rất là đẹp. Nếu mà ai cũng có thể nhìn người khác làm một lần xong đó rồi về tự làm được thì chắc nhé, thế giới này không có ai dạy nghề cả. Chỉ cần lên YouTube học thôi. Nên có nhiều người là nghĩ là xem người khác, mình xem người khác xong mình về mình làm, họ bắt mình sẽ phải để tên của họ lên trên cái bài của mình, trong khi mình chả là có làm một cái gì theo họ cả. Trong khi đó mình cũng không đi học họ. Vô lý không, mình cũng chả đi học họ. Tại sao mình phải để tên họ lên trên cái tác phẩm của mình? Nhìn mê chết được cô ạ. Mình muốn mua vật tư vấn cho mình nhé. Chị ơi, chị inbox cho bên em nha, hoặc là tí nhân viên bên em sẽ nhắn tin cho chị. Rồi, các bạn sẽ thấy ha. Rất là đẹp và tự nhiên. Ở trên da không hề có máu hay là bị một cái vết thương nào cả. Da bạn này cũng đẹp lắm cho nên nó càng đẹp hơn, muôn phần đẹp hơn. Đây các bạn thấy không? Sợi nó rất là khớp, khớp với từng cái sợi, độ nghiêng của sợi này. Độ nghiêng ví dụ như ở đây đi như thế nào, ở đây như thế nào, nó khớp với lông mày thật. Chứ không phải nhiều người làm hay là đi đá chéo lung tung các kiểu và thích đi kiểu gì thì đi. Lợn lờ bay đó, còn mình thì mình chọn một cái phong cách, đó là mình luôn luôn giữ theo cái phong thật của họ. Đó là cái mà đẹp nhất khi mình lên trên người, là mình phải giữ cái phong thật chứ không phải là mình sáng tạo ra một cái kiểu ở trên một cái lông mày của người ta. Em chào chị Hoàng Anh Hà nhé. Nó không có ăn nhập gì với cái lông mày thật của khách hết thì nó chả thể nào đẹp được. Đó, cái đó gọi là vong đó. Và khi mà chúng ta tạo một cái sợi này, không chỉ là chúng ta đi một cái màu đều từ đầu xuống dưới, các bạn thấy không? Nó phải có một cái sự sáng tối trên một cái sợi thôi, nó đã tạo ra một cái màu sáng tối rồi. Cái này là máy riêng chị ơi. Kim, nói chung là máy nào mà có kim này thì dùng được hết chị. Đúng rồi, chúng ta không quan trọng quá cái vấn đề là các bạn hay cứ hỏi cái máy là như thế nào, nhưng mà thực ra là chúng ta rồi mua cái mũi kim thôi. Kim này bán rất là lâu rồi các bạn ạ. À. Ừ. Người ta hay dùng để xăm môi này, để xăm đánh mà kiểu dạng như đánh hạt ấy, đánh hạt ở đánh ở mí mắt, tạo ra những cái mí shading ấy, hoặc là cả ombre cái shading cái lông mày luôn. Kevin đang xem nè. Chào Kevin. Chào em yêu. Sắp tới gặp nhau có chuyện hay kể lắm. Chuyện hấp dẫn lắm á nha. Mà em mà không có tương tác thường xuyên với chị á là chị nghỉ chơi em á nha. Kevin. Thì chị không chơi với em nữa đâu. Chào chị Thần Long. Kevin nhớ tương tác nha, chứ không mai mốt gặp Long là tôi lóc đứt đó. Biết cái vụ đó chưa? Để kể cho nghe. Để Mỹ nói cho mà nghe. Em hiểu mà. Đời có những chuyện rất là hài.
chơi đi mà. Theo hay full vậy chị? Đây là kỹ thuật mà trên thế giới người ta gọi là hair talk bạn ạ. Rồi, các bạn thấy đẹp chưa? Bên này là mình hoàn thiện xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ bôi một cái cho nó gồm cái ấy, nó không đỏ da hay là nó không bị các bạn nhìn không? Nó nhìn rất là đẹp nha, nó không phải chỉ là sợi thôi mà mình nhìn còn cái sợi nó còn có một cái độ bóng rất là đẹp. Chuẩn bị gặp nhau kể chuyện đêm phía chị. Các bạn có thấy có rất nhiều người làm kỹ thuật này, không phải là mình nói họ làm xấu nhưng mà họ chưa có luyện nhiều á. Các bạn cứ hay hỏi, học viên mình cũng hỏi là sao cô đi mềm. Thực ra các bạn biết không, luyện rất là nhiều. Luyện nhiều là một chuyện rồi, xong mình phải luyện làm sao cho cái sợi nó mềm này, xong nó có phải một cái sáng tối trên màu sắc trên chính cái sợi đó nữa. Cho nên là tất cả đều phải luyện hết, chứ không phải là mình cứ đi nguật ngoạc lên trên lông mày của người ta. Sau đó là mình cũng có thể gọi là hair talk được. Tiên vi phạm em chào cô. Mê quá cô ơi, ngủ như thần. Ai biểu chị làm đẹp nhưng người ta không ưa. Chắc tại người ta yêu cái xấu ấy mà. Còn mình yêu cái đẹp thôi cho nên mình yêu cái đẹp cho nên mình học hỏi, mình tìm tòi, mình luyện tập. Rồi đến khi mình làm được thì người ta không thích, thế thôi. Trường từ khi học cô xong không biết tim rụng bao nhiêu quả rồi. Người có một quả tim mà rụng hoài. Em làm như trứng, cái cụ. Cô ơi, em chạy thảm đón hai cô nhé. Hoàng Oanh à. Còn quên nữa. Lát tối nhắn tin nha. Cô bảo tối cái gì cô nhắn tin cho chị nha. Nhớ lắm lắm, buôn xăm mai sao. Sài Gòn nhớ Hải Phòng. Cô Kiều khỏe không? Em khỏe anh ơi, em cảm ơn anh David nhé. Quỷ trường nó cứ vô nó bắn tim đấy. Trường ơi, lo tập đi mà ngồi đó mà bắn tim nha Trường. Nhận thấy không, mình đi mình phải vặt từng cái lông. Mà thực ra các bạn nó nhiều người sẽ thắc mắc là mình đi cái kết cấu gì hay là như thế nào. Thực ra các bạn biết không, mình làm trên từng cái lông mày của khách ấy. Cái phong cách của mình đó là mình sẽ nhìn lông mày của họ và mình mỗi người nó sẽ có một cái kiểu sợi riêng theo cái lông thật luôn, chứ không phải là mình đi một cái kiểu đó lên cho tất cả đâu. Cho nên mỗi cái đường đi của mình đều là nắn nót và mình đều phải nhìn xong rồi căn các kiểu trước khi mà mình đi để làm sao cho nó thật ăn khớp với cái lông mày của họ. Chị Ngọc Mai Phạm ơi, bên em có lớp mà có kỹ thuật này luôn, đó là cái là hair talk từ cơ bản đến nâng cao, dùng cả kim 1 và kim u plat là ngày 18 à? Ừ, 18. Cái dạng 18 tháng 9 thì nhá. Còn lớp đầu tháng 9 thì em hết khóa rồi, em hết lốt rồi. Thì đăng học thì đăng ký sớm nha, để bên em chốt danh sách nhé. Em nhớ hai cô hí hí làm lên chưa? Ví dụ mà mọi người đang dùng cái máy nào thì mọi người hỏi cái chỗ mà mọi người mua là có cái kim đó không? Để mất công mua nguyên cái máy nó cũng phí, nhiều khi người ta có đó các bạn ạ. Có mà. Cái kim này nó bán từ lâu rồi, bán rất là nhiều rồi. Phương Lam, chị ơi muốn được chính tay chị làm thì có được book chị nào không? Được chị nha, chị cứ inbox cho bên em đi, bên em sẽ sắp lịch rồi báo cho chị nhé. Anh Quang Hiền ơi, anh inbox cho bên em nhé, rồi bên em sẽ báo chương trình học và học phí cho anh nhé.
thích sợi cô Kim đi nó tịt với lông mày. Đúng rồi, đó là phong cách đặc biệt của em, không có lẫn lộn với người khác. Có nghĩa là em luôn luôn đi tịt với lông mày, chứ em không bao giờ thích đánh kiểu gì là đánh ở trên cái lông mày, vì nó sẽ không có khớp với lông mày thật, thì cái độ giả nó càng lộn. Xem đó chứ. Anh Thanh Khiết ơi, anh lên đón chị. Nhân công đón em bây giờ. Anh ngồi đứa mà xem nữa. Với tay với Thanh Khiết. Các bạn thấy không? Cái sợi nó rất là nhỏ luôn. Và ngoài cái chuyện sợi nhỏ, nó còn có cái bóng mờ, tức là mình không phải là mình đi một cái sợi nét không, mà mình đi, mình tạo ra một cái sợi nét và có cả cái bóng của cái sợi đó nữa. Độ bóng. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ là cái đấy là của họ. Họ đâu biết là mình đi như thế nào và cái cách mình tạo cái sợi như nào, họ lại tưởng nó giống của họ mới ghê chứ. Cô giáo chưa một ngày học vẫn làm xuất sắc và cấp bằng thêm cho cô danh tài. Mình làm được đó là bởi vì cô là cô có kinh nghiệm họ từ mới nhảy những ở khác Việt Nam này á, có ngày này thôi, xong rồi họ kêu là mình lấy kỹ thuật của họ. Một ngày mà mình có thể làm được như thế này hay là sao, các bạn nghĩ coi. Các bạn thử nhìn cái kỹ thuật và cái thao tác của mình đi, để các bạn nghĩ xem một ngày mình có thể làm được trong một ngày không? Mà mình đi có ăn nhập gì với họ không? Bạn cứ so sánh cái kiểu sợi của mình với những cái bài của họ làm ấy, để các bạn xem dùm cho mình coi là nó có giống nhau hay không. Cho nên mình nghe mình rất là buồn cười ấy. Chứ không phải là cười buồn đâu, buồn cười ấy. Họ lại yêu cầu mình phải để tên của họ lên trên cái tác phẩm của mình. Trong cái cuộc sống này cái gì cũng vậy á, mình mà làm được thì sao có người khác làm được, mà thậm chí còn làm tốt hơn mình, đó là chuyện bình thường. Mình dạy bao nhiêu học trò, có những học trò họ còn giỏi vượt trội hơn mình nữa, đấy là cái chuyện bình thường thôi, và mình tự hào về điều đó, chả có cái gì phải khó chịu hay xấu hổ về học trò mình cả. Mình là những người hồi huấn luyện lên những người như thế, thì tại sao mình phải thay vì mình ganh tị, tại sao mình không tự hào là mình là người tạo nên những cái nhân tài như vậy. Còn nói cái chuyện mà mình là lấy một cái gì đó, mình có đi vào nhà họ đâu, mình chả đi vào nhà chả lấy cướp gì của ai, mình chả làm giống họ tí nào. Thế họ lại bảo là lấy của họ mới sợ chứ. Cũng may là chưa mua máy, mà cũng may là mình chưa có hề mua máy mua kim gì của họ nhé. Chứ mua máy mua kim á thì họ lại bảo là mình sử dụng máy của họ, kim của họ. Trong khi kim này cả thế giới người ta bán từ đời nào rồi. Giống ngày xưa đấy, mình học cái kỹ thuật mà microblading đấy các bạn biết không? Mình học từ năm 2003-04, những cái bạn học viên nào mà học mình vào cái thời điểm đó đều biết là mình đã dạy cái kỹ thuật đó rồi. Nhưng mà sau đó nó không có phát triển, nó cứ nằm ở đó rồi á. Sau này á, khi mà Firam người ta đánh cái microblading lên á, thì lúc đấy á, thay vì những người khác đang mò mẫm thì mình đã biết làm, vì mình đã học từ 2003-04. Thế là lúc đấy thì mình lại đổ thừa là họ ăn cắp của mình rồi. Các bạn thấy có mắc cười không? Quan trọng ấy là thời điểm thôi. Để mà có cái tác phẩm ngày hôm nay là tôi đã ủ mưu cả hơn một năm trời tập luyện và suy nghĩ các kiểu làm để mà như thế nào cho nó đẹp, để ra được cái kết quả nó có thể làm mạnh dạn để mà live stream cho mọi người thấy như thế này. Chứ đâu phải là ngồi đó mò, mình còn đang mò mẫm để tập đi đâu. Đấy, các bạn thấy không? Mình không có hề xây đình gì lên trên cái lông mày ấy, nhưng mà cái sợi của mình đi nó tạo luôn cái độ sáng tối trên một cái lông mày. Đó là do cách mình đi sắp sợi và cách mà mình tạo nên cái bóng của cái sợi chính ngay từ lúc ban đầu, chứ mình không hề đánh shading vô nhé. Cái đó là người ta gọi, đó là cái kinh nghiệm, cái sự sáng tạo của mình. Chứ đâu phải là bây giờ mọi người đều làm bánh trung thu, thế thì thằng nào đổ thừa là thằng nào
lấy của thằng nào. Các bạn nghe thấy là đã thấy mắc cười rồi. Còn nếu mà mình tự tin là mình làm tốt, làm đẹp, mình chả cần sợ một đối thủ nào cả. Mà muốn có sự tự tin ai cũng phải tập luyện, chẳng ai một bước lên tới mây hết. Cứ đi kè người ta làm cái gì. Mình đừng bao giờ mình nghĩ là cái gì cũng chỉ có mình làm được, đầy người làm được. Thậm chí là những đầy những người sắp làm được và làm đẹp hơn mình nữa. Chứ không phải là cái chuyện ấy không, cho nên đó mình thấy là rất là buồn cười. Mình này xinh nhỉ, nhìn giống giống Mai. Ừ, giống bé Mai quen cũ mình đó. Đẹp mắt. Tự sướng. Hai cô giáo của tụi em là số 1 cực kỳ em khác như bọn đời thân. Thực ra mình không phải cố gắng để là số 1, số 2, số 3 gì cả. Chào Khải Đạt nhé. Mình muốn tồn tại thì mình phải cố gắng thôi. Mình muốn học viên mình tự hào về mình thì mình luôn luôn phải cố gắng. Chứ không phải là mình để làm gì hết. Quan trọng cũng chỉ là kiếm tiền để sống thôi. Nơi bên đây là mình sau khi mình làm ha, mình có thể bôi khóa màu lên hay là mình bôi một cái loại tê dùng để khóa nó sợi lại đó, để cho nó khô ráo lại ha. Khi mình làm xong các bạn cũng chả thấy máu me gì cả nè. Đây, và các bạn xem cái sợi nó rất là mỏng luôn. Và các bạn thấy cái sợi ngoài cái đường đường line nó còn có cái bóng mờ của cái sợi các bạn thấy không? Ừ. Cho nên cái đó là cả một cái kinh nghiệm và cái nghiên cứu cái kỹ thuật, chứ đâu phải là nói là mình chả thể nào mà ai nói là có thể lên YouTube hay nhìn biểu diễn ở một cái hội thảo để mà có thể về làm thành công cái kỹ thuật đó cả. Nghe rất là buồn cười. Đây chính là lý do học viên nghiện cô. Các bạn học ở Thiên Kim thì các bạn không chỉ là học kỹ thuật mới, các bạn còn học được những kinh nghiệm nữa. Đó, ví dụ cái kết cấu sợi này đặc biệt là các bạn thấy nó đâu có giống mấy lần khác mình đi đâu. Hoàn toàn không có giống. Tại vì sao? Cái lông mày này cái kéo nó khác. Rồi cái tình trạng lông mày thưa hay mỏng nó khác. Cái độ cao của cái đường spine nó khác, là mình đi khác. Mình phải đi làm sao để cho hai cái nó quyện lại thành một, chứ không phải là mình làm cho nó lộ rõ cái thật với cái giả ra thì nó đâu còn là cái đẹp nữa. Các chị, cái bao tay đi. Mình quay lại cho mình thấy cái góc đủ cái góc độ dài nó cho đẹp nha. Hôm nay mình quay ngang mà nó không bị gì luôn. Tại vì khóa cái hướng dọc rồi. Không, từ Facebook nó không cho quay ngang. Mở mắt nhìn đây. Đấy, đẹp chưa? Đấy, các bạn thấy không? Cái sợi không có bao giờ bị sai bất cứ một sợi nào. Đó là vì mình luôn luôn cố gắng làm sao cho nó đúng nhất, chuẩn nhất, nó khớp nhất. Mình phải căn me từng sợi một đấy, chứ nói đùa với học viên là mình hay nói mình nín thở đó. Là thật chứ không phải là đùa đâu. Đó là cái sự khác biệt của mình, chứ không phải là mình cứ thích làm cái mình áp lên. Mình làm sợi chỉ ở các kiểu, muốn chỉ ở đâu chỉ ở, hay là đấy là mình xong mình cũng gọi nó là hair chop. Cái sợi nó thật đấy. Và mỗi kỹ thuật đó, mỗi người ta có mỗi cái cách khác nhau để mà người ta có thể làm nên kỹ thuật đó tốt hơn hay là như thế nào. Đó là do cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của từng người một. Đó, các bạn ơi, ví dụ lượn ở cái đường smile này cũng vậy. Hai bên nó khác nhau này. Rồi mình lại vậy phải đi khác để mình tạo ra một cái đường smile giả cao ở bên đây. Vì bên đây nó thấp hơn bên kia. Chứ đâu phải mình muốn đi như thế nào là mình đi đâu, các bạn thấy không? Cho nên cái sự khác nhau giữa những cái người cùng làm hay trót là như vậy đó. Và mình cho dù mình có đi học ai đi nữa rồi, sau này mình làm mình cũng sẽ phải tự đúc kết ra những cái kinh nghiệm từ những cái lần mà mình làm khách hàng á,
để mà mình sẽ làm nó tốt hơn theo một cái cách riêng của từng người. Chứ đâu phải là mình cứ áp dụng vô, ví dụ như mình học những người thầy nước ngoài á, thì họ thích đường smile ngược lên. Rồi bây giờ về mình cứ thích đường smile ngược là mình đi, mình không cần biết cái chiều lông, cái smile thật của khách của mình là như thế nào là đâu có được. Quan trọng nhất là chúng ta làm phù hợp với từng cái khách hàng, từng cái kết cấu sợi lông, rồi từng cái vùng da hay là lợi của khách hàng, chứ không phải là chúng ta áp một cái rập khuôn lên trên đó. Đấy, rồi các bạn thấy không? Này, mình sẽ nhặt cái lông cho các bạn xem này. Đấy, đi bằng máy nhưng mà sợi nó rất là nhỏ và nó sẽ khớp vào đúng từng cái chiều và nó sẽ xen kẽ vào cả cái lông thật của bạn này luôn. Đúng chưa? Bên đây cũng vậy nè, thấy chưa? Sợi nó rất là mảnh và nhỏ và chúng ta đi xen kẽ vô cái sợi lông thật đúng chiều. Và bởi vậy cái kết cấu sợi là tùy người chứ không có một cái kết cấu nào là duy nhất. Có những người các bạn đi học thì hay là cái gì các bạn chỉ học được có đúng một kiểu thôi. Còn ở đây khi mà mình làm khách cũng vậy, hay là mình là dạy học trò, mình sẽ hướng dẫn để các bạn có thể làm được nhiều kiểu khác nhau tùy theo cái lông mày của khách hàng của mình, chứ không phải là mình bị rập khuôn theo một đúng cái kiểu như vậy, một cái phong cách duy nhất. Bởi vì nếu như vậy thì thế giới này toàn là những người sinh ra giống y như nhau hay sao? Không? Ừ, quay cái góc này đẹp không? Mắt cũng đẹp, thì mình đẹp. Rồi bạn nào mà cứ cần tư vấn về kỹ thuật này hay là muốn học hay là muốn làm thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nha. Xinh chưa? Quá xinh, xinh ơi là xinh. Đấy, quay cái khúc kết cho đẹp đi. Rồi nhá.